đây xin chào quý vị các bạn. Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Hôm nay thì quay clip để chia sẻ với tất cả mọi người ở chỗ ấp Bình Hòa của xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, để chia sẻ với tất cả mọi người về một cái hoàn cảnh khó khăn của bà Ba. Bà Ba có một nuôi một đứa con bị tâm thần, nói chung là hàng ngày ba nhặt rác ngay chỗ ngay trong nghĩa địa của xã Bình Thạnh. Mọi người cùng đón xem nha. Hãy xem clip video như sau đây. Xin chào quý vị và các bạn, thì ở phía đằng đây là phía đằng sau của nhà của bà Ba. Phía bên kia thì nhà mọi người kế bên đang xây và sửa chữa. Đây thấy là cái lu nước. Sau của nhà bà Ba mình nè, ra phía đằng sau đi lại. Hôm nay ghi hình rõ ràng cụ thể hơn để gửi cho tất cả mọi người hoàn cảnh của bà Ba. Ngồi ghế hay vậy, ăn ngồi đây. Có cái giường này là dạ. Có nghe cái chậm của ta để dở ta đi à. Dạ. Như nãy con cũng ghi hình chia sẻ với bà Ba đó. Nha, con đi theo bà Ba từ sáng bây giờ là ở đây tìm hiểu bà Ba nhặt rác ở trong chỗ như thế nào để chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ. Thì xã Bình Thạnh đó, mình đã tốt chậm đó,
kêu cái khu gì ta cũng không biết cái khu gì nữa. Nghĩa là nghĩa địa Bình Thạnh á, nghĩa địa Bình Thạnh. Dạ. Dạ. Thì một tháng gì hay là một ngày gì mình được nhặt rác nhiêu ta? Trời ơi, một tháng chưa được 200 ngàn nữa, mắc dở mà, già đâu có mắc nhiều. Dạ. Yeah. Ủa cái ngoài cái tiền móc rác còn cái tiền nào mình để sinh hoạt hàng ngày không bà? Có tiền nào đâu. Dạ. Yeah. Có môn không có là nhịn. Trời phải có nhịn luôn 5 ngày luôn nó cho con biết nói thiệt. Yeah. Thì mình có còn ta cho gạo có à, nói này ngay cho. Dạ. Yeah. Còn cái đồ ăn thì mình không có thì thôi. Không có, nhỏ này vớt nước muối tiêu. Dạ. Ta sớm mai ta cho 2-3 cái hộp vịt gì đó luộc. Dạ. Dạ, năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà ba? 70 rồi. Mấy tuổi rồi? 70 tuổi mà. Tao theo tao 80 rồi mà nó mặn lộn với giấy tao. Nói. Dạ, theo như cả 70 rồi. 70 tuổi mà bà nhặt rác như là rất còn khỏe luôn á. Trời ơi, lượm học từ hồi 10-20 tuổi gì tới bây giờ. Dạ. Luôn. Sống gì nghề ổng chết luôn. Dạ. À, bà có mấy đứa con mà bà? Trong gia đình bà? Gia đình có mình tao với nhỏ này với cái thằng con trai mà đi bộ đội lâu rồi. Đi dạ. Không biết còn sống nó chết chị không. Ủa? Đi bộ đội là đi từ năm mấy rồi bà? Đi năm nó 16 tuổi là chạy nhiêu? 16 tuổi năm nay ảnh nhiêu tuổi rồi? Nó 40 mấy tuổi rồi, 45 tuổi rồi. Đi hồi đâu? Chứ người ta 30 năm đâu đi hồi lúc mà còn lúc chiến tranh tới giờ. Chiến tranh. Đâu phải đi bộ đội đúng không? Cái bắt quân dịch này nó đi đó chứ không gì chứ. Dạ. Dạ. Đi dầu là tao đi mất giác ở trong không. Dạ. Yeah. Tao sống đó mày biết. Vậy là cái chị này cũng đâu có làm nhiều thiệt bà về mà làm mà nuôi không? Trời ơi, vườn ngã tư giặt không. Dạ. Yeah. Trời ơi, nấu cơm đâu có dám nấu, có tao cho cơm điện. Dạ. Mẹ con để tay xuống này thôi. Ừ. Chị này chị nói chuyện được không? Không. Ủa sao vậy rồi bà? Ừ. Chú nói thì nó nghe vậy thôi. Nghe. Yeah. Mà không biết trả lời. Nói nào ngay. Dạ. Yeah. Hỏi hết ở đây đi. Dạ. Yeah. Thông thường là chị này tên gì ba? Tên Lê. Chị Lê à? Bùi Thị Lê. Bùi Thị Lê, dạ. Yeah. Thông thường chị Lê có đi nhặt rác với bà chung không hay có sao? Có đi lượm mà bây giờ nó ở nhà. Dạ. Yeah. Nó đau hoài đâu có đi. Đi rồi bỏ nhà, không có cái nhà. Yeah. Từ đó cũng bỏ nhà mất, bỏ hết trên 4-5 cái nào. Ừ. Còn có mấy cái nào treo đó. Yeah. Trước giờ có ai ở chung với bà không bà ba? Có mấy nhỏ ở chết hết rồi rồi còn đó. Ồ, dạ. Yeah. Yeah. Ở tao sợ tao chết mà, nó đâu có biết nói. Tao cũng dặn, nhưng má có chết rồi. Kêu anh sớm, kêu má không được, kêu anh sớm. Dạ. Chứ biết sao giờ, mình có nói gì đâu. Bà lỡ có mắc gì rồi ai lo cho chị? Thì mà chị mà không được cái minh mẫn cái bình thường đó thì anh nó có gì anh nó đi bộ đội quá lâu rồi có nó sống đâu nó nói ở Cà Mau thì biết đi tìm tao đâu có tiền đâu tao đi tìm. Dạ. Yeah. Cũng nhiều khó khăn khổ dữ lắm. Yeah. Chưa ai biết đâu tôi khóc ăn đêm hết nước mắt. Yeah. Người ta có người ta ăn mình không có cũng cơm hai bữa gì cũng cơm đầy đủ ta cho gạo được đồ ăn mình lo. Yeah. Có thì mẹ con ăn nước tương hai giờ muốn được lan. Yeah. Đi cái xe cùn đó mà còn không có chiếc xe anh đi. Yeah. Như sáng con đi theo bà Nguyên cả một cái quá trình cái đường từ đây mà vô trong nghĩa địa rất là xa rất là dài nó tầm khoảng chừng 3-4 cây số thiệt đúng 3-4 cây số mà mình đi vô trong mình nhặt rác nó rất là nhiều cái nguy hiểm cái thứ nhất cái mùi hôi cái thứ hai là miễn chai nè hoặc là kim tim nè ống chích nè ăn dài không dài đồ ba bịt miệng chứ đâu phải mà tại vì mình mặn gì cho mấy chú coi để mặn nó đàng hoàng lắm. Yeah. Móc thì cứ bỏ vô bao móc bỏ vô bao vậy đó đầy bao thôi. Yeah. Như theo con như sáng mà đi theo ghi hình lại chia sẻ với bà ba cho tất cả mọi người được biết như thế nào cũng vô đó khi mà bước vào chân vào cái đầu nghĩa địa cũng chịu không cái mùi nực nồng rất là khó chịu thì tất cả mọi rác sinh hoạt đều dồn đâu đó rất là khó chịu không chi mình là người lớn tuổi bà năm nay khoảng chừng 70 mấy tuổi rồi mà đi vô đó phải nhặt rác hàng ngày thôi phải mà đi sinh hoạt để kiếm đi từng chợ mà chú hỏi chợ rồi hết hỏi gì chứ bà ba bà mạnh mà bà có làm gì
phá gì của ai, không bao đỡ. Ai cũng thương hết, kêu ghé cho dao, người cho cá, bữa đó cho cá vô hộp nhỏ mập mập mà bán dây này là chuyên môn. Nó thấy bà tội nghiệp, lợi nhà đâu có cái gì. Dạ. Có cái khác như sớm người, sớm giờ mọi người cũng đang chia sẻ. Ôi, sáng giờ mình nấu cơm chưa bà ba? Nấu đâu? Mới về bắt chuyện nấu luôn, chưa nấu cơm luôn. Nè, cái phần cơm này là chị ở nhà, nói chung là chị cũng không biết nấu nướng gì. Cái phần cơm này, phần cơm hồi chiều tối các bạn. Dạ, hôm qua. Hôm qua luôn. Để nhà nó đói nó ăn. Dạ. Nó về đó. Coi gì ăn đây. Dạ. Coi cũng chạo vừa ăn, cũng ăn. Thì chị ở nhà này nói chung là cũng không có biết cái này nấu nướng gì hết. Dạ. Dạ. À, thông qua đây thì mình cũng mong muốn rằng các bạn đóng góp chung tay chia sẻ để giúp ủng hộ cho bà ba, để mà có gạo hoặc là mì, chúng ta có những gì đóng góp thì chúng ta đóng góp những cái gì đó. Tuổi trẻ mà mình đi ra vòng vòng ra trước xíu bà ba. Đó, đây là cái gian ở phía sau nhà thì có hai mẹ con thôi. Chị này cũng không được bình thường, minh mẫn cho lắm. Có già thì mặn không quá. Dạ. Ba năm nay là khoảng chừng 70 mấy tuổi rồi. Nhà kế bên đang sửa chữa, đang gỡ đồ qua bên đây. Chứ cửa nhà ba nè mọi người. Rồi, xin hẹn lại các bạn, tất cả mọi người ở video lần sau. Có những thông tin gì mới, những cái gì mới mình sẽ chia sẻ và cập nhật gửi đến tất cả mọi người được xem nha. Hẹn mọi người lại một video lần sau. À, quên nữa, mình sẽ để số điện thoại của ba ở đây ngay chỗ phía đường link mô tả dưới video này nha.